Xin chào anh em, mình là Review và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Laptop Z. Chiếc TOS A15 là một trong những chiếc laptop gaming có thể gọi là đột phá nhất trong năm 2020 cùng với cả chiếc Legion 5. Ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ thật cho anh em về những lý do nên và không nên mua chiếc TOS A15 này tại năm 2021. Lý do lại vì là chiếc A15 này có rất là nhiều tài nhưng mà cũng có vài tật mà anh em phải tham khảo trước khi xuống tiền khoảng 20-19 triệu cho chiếc Acer TOS A15 này. Và nói về giá bán sản phẩm này thì ở Laptop Z đang có những dòng sản phẩm line new hoặc là sản phẩm new với mức giá rất là ưu đãi. Về link sản phẩm và mã giảm giá Z300 mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Để cùng bắt đầu mình tìm hiểu về A15 nhé. Ở đầu video ấy, thì mình sẽ bật mí qua một chút cho anh em về những chiếc A15 nhưng phiên bản 2021 nhé. Là mấy anh em Acer bảo mình là chiếc A15 này vẫn sẽ được tiếp tục mở bán, nhưng mà chỉ thay đổi một chút về cấu hình thôi, còn về vẻ ngoài sẽ không thay đổi quá là nhiều. Thay cho chiếc Dash F15 ấy thì nó sẽ được thay đổi hoàn toàn. Còn với chiếc A15 này họ chỉ update thêm về cấu hình thôi. Thế nên là với chiếc A15 tại thời điểm hiện tại này, mình nghĩ là chiếc máy này vẫn sẽ rất là đáng mua. Nhưng mà ở phần đầu video thì mình sẽ nói ra những cái lý do mà anh em nên quan tâm một vài bất cập với chiếc máy này nhá. Đầu tiên là chiếc A15 này có cái vấn đề tranh cãi nhiều nhất là vấn đề về quạt tản nhiệt. Ở phần đáy của chiếc máy này thì cái khe gió tản nhiệt được hút thẳng cái quạt, nó hút thẳng cái khe gió này này thì họ đã bít đi ghi rồi. Và cái phần khe lấy gió thì họ lại để phần dưới này. Vậy thì Acer trả lời cho mình rằng cái cách họ làm bít khe gió tản nhiệt này để giúp cho VRM và SSD trong quá trình hoạt động nó sẽ được mát mẻ hơn, và họ chọn cái việc là hy sinh nhiệt độ của CPU và card đầu vào. Và trong quá trình mình chơi game thì ở bảng Ryzen 5 1650 Ti thì mình thấy là vẫn sẽ có cái nhiệt độ là đủ ổn. CPU nó dao động vào khoảng 80 cho đến 55 độ C, nhưng mà một vài tựa game nặng nó ăn nhiều CPU hơn, nó có thể lên đến 95 độ C. Với nhiều người thì mình nghĩ đây là một mức nhiệt độ khá cao, còn với mình thì là mức nhiệt độ gọi là chấp nhận được với một chiếc laptop gaming ở giá phổ thông. Ngoài ra thì ở bên nước ngoài thì họ đã mạnh dạn, họ không sợ mà mất bảo hành ấy, thì họ cưa luôn cái đít máy để họ test thử xem là thực sự Acer họ có đúng không. Thì đúng là như vậy, nếu mà khi mà khoét xong cái khoe gió ở dưới ấy, thì cái nhiệt độ của CPU thì nó mát hơn thật, nhưng nhiệt độ của VRM và nhiệt độ của SSD thì lại nóng hơn. Nói chung là cách làm của Acer ấy thì họ làm rất là tốt, mình nghĩ là cách làm khá là thông minh. Nhưng nhiệt độ của CPU và cả đồ họa vẫn khá nóng trong quá trình hoạt động, và mình nghĩ là với việc sử dụng CPU AMD thì đáng lý ra cái mức độ nhiệt độ này nó không nên xảy ra. Ở trong tương lai thì mình hy vọng là Acer sẽ tiếp tục cải thiện về vấn đề tản nhiệt. Còn với mình, chiếc A15 vẫn có một cái hệ thống tản nhiệt ở mức tương đối ổn, không phải là quá là nóng đâu, nhưng mà nói chung là nhiệt độ cao thì vẫn là nhiệt độ cao. Cái lý do thứ hai mình nghĩ là anh em sẽ nên quan tâm khi mà lựa chọn chiếc Acer TOS A15 này, nó chính là về vấn đề mức giá. Thực ra mức giá sản phẩm này thì mình thấy nó dễ chịu, nhưng nó lại lỡ cỡ ở mức giá 19-20. Nếu mà anh em muốn đầu tư tiết kiệm thì chiếc A15 này chắc chắn là phù hợp. Nhưng nếu anh em có thể xê dịch budget lên khoảng 1 triệu chẳng hạn, thì chúng ta có thể tham khảo được một chiếc ROG G531 hoặc là một chiếc Lenovo Legion 5 với mức giá rẻ hơn, không phải là rẻ nhưng mà đắt hơn 1 triệu. Nó có mang lại rất là nhiều thứ, nó có cái chất lượng thiện tốt hơn chiếc A15 này, nó có nhiều tính năng hơn, và đặc biệt là tản nhiệt của chiếc Legion 5 hay chiếc G531, G512 nói chung nó mát hơn rất là nhiều so với cả chiếc A15. Thế nên là ngoài cái vấn đề tản nhiệt ra còn một vấn đề nữa, đó chính là về cái chất lượng trải nghiệm nữa. Cái phần khung máy của chiếc A15 họ làm theo mình đánh giá là tương đối cứng cáp trong cái tầm tiền mà chiếc máy này mang lại. Nhưng nó có một vài vấn đề như sau. Đó, chiếc A15 này có kiểu hoàn thiện là nhựa phay sức dọc và phay sức chéo. Lúc mình sờ tay lên nó không mang lại cảm giác cao cấp. Và nếu mà so với những chiếc laptop gaming trong năm 2020, so thử nhá, với Acer họ làm kiểu nhẵn sờ rất là sướng, hay là HP họ làm kiểu vừa sần vừa nhẵn nó cũng rất là sướng, Legion 5 họ phủ lớp cao su sờ rất là sướng, trong khi Acer họ làm cái bề mặt sờ nó khá nhựa, nó không mang lại cảm giác cao cấp cho mình lắm. Thế nên đây là một cái điểm trừ, và cái mức giá lỡ cỡ của sản phẩm này là mình cũng khá là e rẻ, tại vì là nếu mà chúng ta cơi nới được thêm 1 triệu nữa cũng có nhiều sản phẩm có thể là ngon hơn chiếc A15 này. Nhưng mà tổng kết lại, với hai cái lý do mà mình nghĩ anh em không nên mua thì cái lý do đầu tiên là vấn đề về tản nhiệt. Anh em nào mà lo vấn đề nhiệt độ của chiếc máy này cao ấy thì đúng là cao thật, nhưng mà cái hiệu năng chiếc máy này cho ra thì cũng khá là ấn tượng với tầm tiền. Thứ hai là vấn đề về tài chính, nếu anh em nào mà dư giả có thể cơi nới thêm khoảng 1 triệu nữa thôi, chúng ta có thể sắm được nhiều chiếc máy có nhiều cái trải nghiệm sử dụng tốt hơn, nhiệt độ tốt hơn, tản nhiệt tốt hơn, và cái giá trị sản phẩm đó mang lại nó cũng cao hơn chiếc A15 này một chút, cũng có thể là nhiều.
Quay lại với cả chiếc A15 này về những điểm đáng mua. Lưu ý cho anh em là AP5000 Series nó chỉ nâng lên cái xung nhịp cao hơn thôi, chứ mà nó không có tăng số luồng, số nhân lên cả, nên là nó cũng không phải thực sự quá là đặc biệt để anh em quan tâm đến AMD Ryzen 5000 Series. Theo thông số giấy tờ nó như vậy. Thế nên mình nghĩ là A15 vẫn đang là một trong những chiếc máy trong tầm tiền này có mang lại rất là nhiều thứ. Đầu tiên là về cấu hình và hiệu năng, mang lại tương đối là tốt. Khi mà khoảng 17.890.000 cho một dòng sản phẩm line new đã qua sử dụng nhưng mà hình thức như mới, thì sản phẩm này mang lại cho chúng ta cấu hình là Ryzen 5 1650, 8GB RAM và 512GB SSD, kèm với cả màn hình 144Hz nữa, thì cái giá trị sử dụng mang lại nó rất là tốt. Anh em có Ryzen 5 6x12 luồng, anh em có cả VRAM 4GB, anh em có 512GB SSD để nâng cấp thoải mái. Ngoài ra thì màn hình của chiếc máy này cũng là màn hình 144Hz nên là cho cái trải nghiệm sử dụng nó khá ổn. Có một điểm trừ cho màn hình 144Hz này là cái độ trễ nó khá cao, nó lên đến khoảng 14ms. Và nếu anh em nào chơi game hardcore như CSGO, Valorant mà chơi GoPro ấy, chơi đặc biệt anh em chú ý nhiều về màn hình ấy, thì cái độ trễ nó xảy ra rất là dễ để anh em thấy. Nhưng với mình là một người chơi ở mức cơ bản thì mình thấy là cái độ trễ này nó mức bình thường, không quá là khắc khe. Thêm vào đó thì chiếc A15 là một trong những chiếc máy có thiết kế tương đối nổi bật trong phân khúc. Ví dụ như chiếc HP thì nó lại hơi hiền hiền, ví dụ như chiếc Acer thì nó lại hơi hầm hố quá. Chiếc A15 này nó nằm ở giữa, nó vừa đủ thanh lịch nhưng mà nó cũng vừa đủ hầm hố với cái logo được khắc laser ở giữa, với đinh 8 và cái mặt lưng kim loại giả. Đây thực ra là kim loại thật nhưng cái đinh này đinh giả, thì nó cho cái vẻ ngoài nhìn khá là ấn tượng. Bên trong chúng ta nó có viền màn hình mỏng, ở dưới chúng ta có đèn LED RGB một vùng. Phím WASD thì được làm trong suốt cách điệu để giúp tăng tính kiềm thủ cho sản phẩm này. Nói đến bàn phím ấy, thì cũng một điểm khá là hay là bàn phím chiếc máy này có trải nghiệm rất là tốt. Phím Space hay là những cái phím điều hướng họ làm tương đối là thoải mái để sử dụng. Mặc dù phím điều hướng họ làm hơi nhỏ một chút nhưng mà mình gõ vẫn thấy cái thoải mái. Và đặc biệt đây là bàn phím full size, thế nên là khá tiện cho anh em nào có nhu cầu nhập liệu số liệu nhiều, thì đây là một điểm cộng rất là lớn. Hoặc là anh em nào bật Hotline 1.1 ấy, thì mua bằng cái numpad này nó vẫn tiện hơn. Thêm vào đó thì chiếc A15 này là một trong những chiếc máy có cái touchpad khá là dở, nói thẳng ra như vậy. Và cái touchpad này thì nó đủ cho mình sử dụng chống cháy thôi, nó không phải là quá tốt. Bù lại thì chiếc A15 này có một điểm lợi nữa mà năm nay mình vừa mới update thông tin cho anh em nhé, là chiếc A15 này sẽ được bảo hành 2 năm chính hãng tại Asus 24 tháng. Ngoài ra với anh em nào có nhu cầu nâng cấp bảo hành lên 1 năm nữa là tròn 3 năm ấy, anh em sẽ chỉ cần bỏ ra 100 đô nữa là 2.3 triệu là anh em có thể có một sở hữu một chiếc laptop gaming bảo hành tới 3 năm. Ấn tượng đúng không? Nên anh em thử nghĩ xem, 100 đô khoảng 2.6 triệu, 2.3 triệu đi. Nếu mà anh em chẳng may bị hỏng main hay hỏng màn ấy, thì cái việc 2.3 triệu đấy nó quá là rẻ, nó quá là rẻ luôn. Và có thêm 1 năm bảo hành nữa, đó là một cái lợi thế rất là lớn. Và Asus là một trong những hãng đầu tiên, laptop gaming đầu tiên tại Việt Nam bảo hành laptop lên tới 3 năm. Nếu anh em bỏ thêm 100 đô nữa, nhưng mà nói chung là bảo hành 3 năm thế là cũng khá ấn tượng rồi. Và tổng kết lại về chiếc TOS A15 này thì mình nghĩ sẽ phù hợp với anh em nào có khoản đầu tư tiết kiệm mà vẫn muốn nhiều tính năng. Màn hình 144Hz, SSD tốc độ cao, SSD nhiều, tốc độ không cao lắm, SSD nhiều. Ngoài ra thì có bàn phím RGB, thiết kế thì cá tính và khá là khác biệt. Cùng với đó là chiếc máy này có thời gian bảo hành rất tốt, có thể gọi là rất tốt. Nhưng nói đi phải nói lại, chiếc máy này vẫn chưa phù hợp với anh em nào có cần một chiếc máy có nhiệt độ hoạt động nó phải là lý tưởng. Thì chiếc máy này không, nhiệt độ hoạt động nó khá là cao. Ngoài ra cái kiểu hoàn thiện của máy nó chưa cao cấp, và hy vọng năm sau Asus sẽ tiếp tục cải tiến cái kiểu hoàn thiện này. Thay vì là hoàn thiện kiểu phay xước thì họ làm kiểu mịn mịn hơn, cảm giác sử dụng nó sẽ cao cấp hơn. Ngoài ra thì tiếng quạt của máy trong quá trình hoạt động dài nó cũng rất là ồn, và đây là điều anh em cần lưu ý. Laptop gaming giá phổ thông thì chúng ta phải đánh đổi thôi. Cuối cùng là ở trong phân khúc cao hơn một chút, chỉ khoảng 1 triệu thôi, có rất nhiều đối thủ cạnh tranh và xứng đáng hơn chiếc A15 này. Và đó là tổng kết của mình qua 1 năm chiếc A15 này xuất hiện trên thị trường. Và anh em nghĩ sao về A15 này? Nếu anh em đang sở hữu một chiếc A15 thì có thể là để lại ký kiến anh em dưới phần bình luận xem là 1 năm qua anh em có những cái trải nghiệm gì tốt và chưa tốt với chiếc máy này nhá. Và trong năm 2021 thì mình nghĩ là mức giá của sản phẩm TOS A15 này vẫn sẽ rất là đáng để anh em cân nhắc trong cái tầm tiền mà sản phẩm này mang lại với cực kỳ nhiều tính năng. Và đó tất cả gì trong video ngày hôm nay. Nếu anh em thấy hay, hãy like, subscribe, chia sẻ cho channel của Laptop và Z. Và bây giờ thì xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Và đừng quên tham khảo chiếc TOS A15 tại cửa hàng Laptop và Z cùng mã giảm giá Z300 nhé. Vậy thì tạm biệt mọi người.